Ngay sau khi ngày pháp luật được công bố vào năm 2013, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hàng năm Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn ngành. 5 năm qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác triển khai ngày pháp luật Việt Nam. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngành công thương và hội nghị tập huấn pháp luật tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật trong ngành công thương. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Ngoài việc ban hành các chương trình, kế hoạch theo giai đoạn và từng năm, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới, tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật. Trước những yêu cầu mới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.